Sáng 16 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn để đánh giá tình hình và kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cuộc làm việc có sự tham gia của các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trước đó, trong ngày 15 tháng 7, Thủ tướng và đoàn công tác đã thăm và kiểm tra các dự án đầu tư, bệnh viện và tặng quà cho các gia đình có thành viên là liệt sĩ ở tỉnh. Bắc Cạn là tỉnh miền núi ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có diện tích 4.860 km² và giáp danh với các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Sáng 16 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc cuộc họp và đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sau nửa nhiệm kỳ. Thủ tướng gợi mở các định hướng thảo luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp và tăng cường tiềm năng rừng. Bắc Cạn phải tập trung vào một số dự án giao thông kết nối vùng và phát triển bằng nội lực và ngoại lực. Sau hơn 26 năm tái lập, Bắc Cạn đã có những đổi thay toàn diện trong cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Công tác giảm nghèo và quốc phòng, quân sự cũng được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trong 2 năm 2021-2022 ở Bắc Cạn đạt 5,02% với tăng trưởng 4,05% trong năm 2021 so với tăng trưởng 2,58% của cả nước và tăng trưởng 6,01% trong năm 2022 so với tăng trưởng 8,02% của cả nước. Tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2023 dự kiến đạt 5,7%. Xếp hạng 34 phần 63 cả nước và 6 phần 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng và định hướng chung với sự phát triển của ngành nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm, ngành nông, lâm nghiệp tăng trưởng 5,25% và tỷ lệ che phủ rừng đạt 73,35%. Ngành công nghiệp tăng trưởng 10,8% và ngành dịch vụ tăng trưởng 5,14%. Du lịch đã phục hồi nhanh với 571.000 lượt khách đến thăm trong 6 tháng đầu năm, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ và doanh thu từ du lịch đạt 400 tỷ đồng. Đầu tư vào hạ tầng cũng được quan tâm với những dự án giao thông như tuyến đường Bắc Cạn Hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang và cải tạo tuyến đường Quảng Khê Khang Ninh, huyện Ba Bể. Ngoài ra, hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư mạnh.